thì chết vai em, đừng buông lời để cánh tay. Xin dành tròn cho em. Say 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 hey. Minh Nguyệt và Sơ Băng xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị yêu thương trong buổi live stream ngày hôm nay, và chúc tất cả mọi người chúng ta sẽ có một ngày thật nghe nhạc thật vui vẻ. Anh cho em hey. Tình yêu ban sơ, và anh cho em giấc mơ êm đềm. Em yêu anh, tình em ngây thơ, và em cho anh trái tim. Anh ôm em, vòng tay đam mê, và anh hôn em đắm say môi mềm. Em theo anh về nơi xa xăm, một nơi có riêng đôi mình. Tình yêu đầu tiên em đã cho anh rồi, hãy giữ em bên anh một đời. Người ơi cùng em đi khắp nơi phương trời, cho nhau những ngày vui. Ngày vui là khi em có anh trong đời, lúc vắng anh em quên nụ cười. Người ơi cùng em bay suốt trong đêm dài, trong cơn say tình ơi. Xin dành tròn cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say, nồng say. Xin ghi chặt vai em, đừng buông lời đôi cánh tay. Xin dành tròn cho em, đừng để sâu chiếc tình anh cho ai. Xin ở lại bên em, đừng vội vàng say goodbye. Xin dành chọn những cái like, những cái chia sẻ cho Sao Băng và Minh Nguyệt trong buổi live ngày hôm nay nhé các anh chị ơi. Tim nữa nha. I love you. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều ạ. Những lời chia sẻ đầu tiên cho đêm nay anh chị ơi. Chị Nguyễn Lương nha. Oh, hello chị Nguyễn Lượng nè, Lê Văn Hai. Cảm ơn anh Duy Trinh và anh Đinh Duy Trinh. Chào hai anh. Anh cho em tình yêu ban sơ, và anh cho em giấc mơ êm đềm. Em yêu anh, tình em ngây thơ, và em trao anh trái tim. Anh ôm em vòng tay đam mê, và anh hôn em đắm say môi mềm. Em theo anh về nơi xa xăm, một nơi chỉ riêng đôi mình. Tình yêu đầu tiên em đã cho anh rồi, hãy giữ em bên anh một đời. Người ơi cùng em đi khắp nơi phương trời, cho nhau những ngày vui. Ngày vui là khi em có anh trong đời, lúc vắng anh em quên nụ cười. Người ơi cùng em bay suốt trong đêm dài, trong cơn say tình ai. Xin dành tròn cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai em, đừng buông lời đôi cánh tay. Xin dành tròn cho em muốn giữ chia tình anh cho ai. Xin ở lại bên em, đừng vội và say goodbye. Xin dành tròn cho em ngàn muôn chiếc hôn nồng say. Xin ghi chặt vai em, đừng buông lời để cánh tay. Xin dành tròn cho em, đừng đem sơ chia tình anh cho ai. Hey! Xin ở lại bên em, đừng vội vàng say goodbye. Vội vàng say goodbye, đừng có vội vàng nói lời tạm biệt nha anh chị yêu thương ơi. Đó là ca khúc đầu tiên gửi tới toàn thể quý cô chú anh chị trong đêm nhạc ngày hôm nay, với ca khúc được mang tên tựa đề Xin dành chọn cho em. Cho em. Hello tất cả các anh chị yêu thương. Cảm ơn bé Hồng Thuận, cảm ơn chị Hoa, Đỗ Quyên, chị Ánh Tuyết, chị Thủy Ngân, chị Hiệu Lành. Gửi lời cảm ơn chân thành tất cả mọi người có mặt trong live stream này. Cái bài này hôm qua các chị yêu cầu rất là nhiều, nhưng mà hai chị em chưa hát tặng cho các chị. Hôm nay bắt đầu hát tặng cho các chị nha. À, các chị ơi, mọi người một lượt like, một lượt chia sẻ là một cái món quà tinh thần dành tặng cho Sa Băng và Minh Nguyệt có động lực hát hay hơn nha. Yeah. Love you. Hey. Ráng em. Ráng em hát rồi. Trắng đỏ mà nào cũng đẹp. Và cảm ơn chị gái anh Phúc nha. Hey.
Mẹ Việt Nam mắt người sáng quắc nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình lợi nhạt nhòa đôi mắt long lanh nghe tin con vẫn còn ngày xanh một cành hoa em cài mái tóc anh đưa em qua quãng đường dài hey! Về thành đô anh may áo cưới ta thương nhau xây dựng ngày mai ta yêu người ta yêu đời ta yêu mình tình đừng phai xin em đừng qua vùng có hoang xin em đừng đến những nơi chưa xin hoan ca cuộc tình nào không vào đam mê anh xin em giữ trong lời thề dù mình nghèo người đời khen chê ta thương nhau giữ trọn tình quê yeah. Thế bên này hay không ạ? Được không các chị yêu cầu mà tụi em đã dốc hết sức rồi nha, hát kìa tặng các chị. Bây giờ mà để máu hơn thì nhờ cái sự bơm máu từ các chị là chia sẻ và like cũng như là thả tim cho hai chị em nha. Đúng rồi anh chị ơi. Nóng quá, nóng quá. Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc và làm sao phải mặc. Anh chị ơi. Việt Nam mắt người sáng quắc nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình lệ nhạt nhòa đôi mắt long lanh nghe tin con vẫn còn ngày xanh một cành hoa em cài mái tóc anh đưa em qua quãng đường dài đưa đây. Về thành đô anh may áo cưới ta thương nhau xây dựng ngày mai ta yêu người ta yêu ta yêu đời ta yêu mình ta yêu mình đừng phải xin em đừng qua vùng cỏ hoang xin em đừng đến những nơi chưa xin hoan ca cuộc tình nào không vào đam mê anh xin em giữ trọn lời thề dù mình nghèo người đời khen chê ta thương nhau giữ trọn tình quê ta yêu người ta yêu người ta yêu người ta yêu mình tình đừng phai xin em đừng qua vùng cỏ hoang xin em đừng đến những nơi hoang xanh chim ca cuộc tình nào không vào đam mê hãy xin em giữ trọn lời thề dù mình nghèo nơi đời khen chê ta thương nhau giữ trọn tình quê dù mình nghèo nơi đời khen chê ta thương nhau giữ trọn tình quê cài mái tóc anh chị máu ơi. Máu quá nè. Ôi hay cảm ơn chị Nguyễn luôn. Cảm ơn chị Trần Thị Vinh. Cảm ơn anh Phúc. Chị Nguyễn Thị Hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị mọi người ơi. Đừng quên là ấn like thả tim và chia sẻ nhiệt tình cho Sa Băng và Minh Nguyệt nha. Các chị đang theo dõi Sa Băng và Minh Nguyệt từ đâu ta? Comment cho tụi em thấy đi. Tụi em thấy các anh chị có gần em không ha? Em là 18 Nam Định. Em là 86 Bình Thuận. Suýt quên đi mọi người. Suýt quên. Còn anh chị chúng ta ở đâu đây ạ? À? Hey! Hello anh Nguyễn Hùng! Bisu! Hello Hoàng Hà! Tươi, là chị Hoàng Lê Bơ Sầu Riêng nha! Cô gái vót trông mà! Giữ gian hê! Hey! Phố Hoa! Ok! Sau bài này nha! Tâm Đinh! Tâm Mốc và lại! Ở đây ai ai ở cái số mà lớn nhất ở Việt Nam không? Nào cái số, bản số lớn nhất không? 99 hả? Và mùa đông lạnh lùng bút xa nước cô đơn riêng mình ta và mùa đông một trời trắng xóa cho tâm tư mong tháng ngày qua được còn nhiều nhung nhớ cho dù tình mình đã lỡ vẫn mong cho bóng người quay về về để anh tìm về quá khứ đã cho đôi ta mộng mơ về để anh một trời như thơ sẽ cho ta những kỷ niệm thơ tình còn nhiều tha thiết và đời một màu xanh biếc chắc anh không nỡ lòng xa đi sẽ em yêu anh
mơ này. Mơ này. Em yêu anh trong những cơn say. Cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết ưu sầu. Ưu sầu. Vui bên nhau cho hết đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Yeah, ai không thấy thông báo ha các chị, comment chạy một cái chữ là cháu chấm than. N-O-N-O-R-T Notify đó. Notify y ngắn dài word rồi. Notify word rồi. Anh chị ơi, hơn 2k mọi người chia sẻ, 500 chia sẻ đầu tiên giúp cho bên Việt và Sa Bát được không nào? Được, được. Anh chị đang nói là được, được nhé. Anh chị ơi, chia sẻ cho chúng em anh chị ơi. Hello chị Hằng Lê. Và mùa đông lạnh lùng buốt xa, nỗi cô đơn riêng mình ta. Và mùa đông một trời trắng xóa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, nhung nhớ. Cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Về đây anh tìm về quá khứ, quá khứ đã cho đôi ta mộng mơ, mộng mơ. Về đây anh một trời như thơ, sẽ cho ta những kỷ niệm xưa. Tình còn nhiều tha thiết, tha thiết. Và đời một màu xanh biếc, xanh biếc. Chắc anh không nỡ lòng ra đi. Em yêu anh trong những cơn say. Cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết sâu, sâu. Vui bên nhau cho hết đêm thâu, đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Em yêu anh trong giấc mơ này, mơ này. Em yêu anh trong những cơn say. Một trời ân ái, mình hãy sống buông lơi thời gian. Ta bên nhau quên hết sâu, sâu. Vui bên nhau cho hết đêm thâu, đêm thâu. Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau. Mỗi người thôi. Ok anh Vũ Tiến. Tự nhiên em thích anh quá. Cảm ơn Vũ Tiến rất nhiều nha. Cảm ơn anh, cảm ơn chị Đỗ Hành nè. Chị Miên. Đẹp hả chị Nguyễn Lượng? Hôm nay chị vẫn không nhận được thông báo. Không sao anh chị ơi, cứ đến 8:45 là anh chị chúng ta hãy vào kênh Đinh Duy Trinh hoặc là Duy Trinh theo dõi tụi em là kiểu gì cũng gặp anh chị ạ. Ngày nào cũng sẽ like. Yêu em cả trong giấc mơ. Các anh chị yêu cầu này. Cảm ơn anh Giang. Hello chị gái em là chị Loan nè. Trời ơi nay bà chị gái ruột tôi cũng vừa coi luôn á. Hello anh Tiến. Hello hello chị Nguyễn Huyền. Bản tình ca chị Hoa Quả Vân, chị Hòa Lê. Các anh chị yêu thương ơi, mọi người hãy chia sẻ nhiệt tình cho Sa Băng và Minh Nguyệt được không nào? Được chứ nhỏ các chị ha. Các chị mình là rất là ga lăng, rất là phóng khoáng và những cái khoảng mà like và chia sẻ đúng không các chị ha. Phát lại nick cũ không có đâu, đẹp đang like trực tiếp á chị gái. Cơn mưa qua vội vã, vội vã. Đêm đơn côi lạnh giá, lạnh quá. Em nhớ anh ngày qua, ngày qua. Cả trong giấc mơ vẫn còn thốn thơ. Khi xa em lòng nhớ, lòng nhớ. Ngày buồn đêm thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngỡ đời trống vắng buốt giá đêm quanh hiên. Vì em yêu anh cứ trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, bao thương thành nỗi nhớ. Để mãi có em trong những đêm mơ. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ, giấc mơ. Nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày, nhìn sâu vào nỗi nhớ. Dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em cả trong giấc mơ. Yeah. Anh chị yêu ơi, mỗi người tặng cho chúng em một lượt like, thả tim và chia sẻ nhiệt tình mọi người ơi. 500 chia sẻ đầu tiên. Hello tất cả các anh chị nào.
dù chúng em đang hát rất là sung nhưng mà chúng em có thể nhìn thấy là những anh chị nào chúng ta bình luận và nhìn thấy ai đang chia sẻ và yêu thương của chúng em đấy ạ. Thì anh chị ơi, hãy thể hiện tình yêu của chúng em nhá. Thể hiện bằng cách gì nhỉ? Bằng cách like và chia sẻ đúng không? Thả tim nữa. Cơn mưa qua vội vã vội vã, đêm đơn côi lạnh giá lạnh giá, anh nhớ em ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Khi xa bao lòng nhớ là nhớ, ngày buồn đêm thẫn thờ chỉ phút giây mà ngỡ được trong vang bước sớm em vậy hi. Vì anh yêu em cả trong giấc mơ nên tình anh trao em là không bến bờ bến bờ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày bao yêu thương thành nỗi nhớ, để mãi có em trong những đêm mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày nhìn sâu vào nỗi nhớ, dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em cả trong giấc mơ. Anh cả trong giấc mơ, giấc mơ nên tình em cho anh là không bến bờ. Hình bóng anh vây quanh đêm ngày bao yêu thương thành nỗi nhớ, để mãi có anh trong những đêm mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ nên khoảnh khắc bên em đẹp bao ý thơ. Hình bóng em vây quanh đêm ngày nhìn sâu vào nỗi nhớ, rồi nhớ nơi đâu cũng nghĩ tới em cả trong giấc mơ. Nguyễn ơi, cậu bằng có game dựa cho ban đêm mình để lại số điện thoại giúp em nha. Cảm ơn chị Trần Tư ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị nè. Giống Angel vậy là giống thiên thần á chị. Ôi vui quá, tự nhiên con mình giống thiên thần ghê, thích quá à. Cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Một bé đỏ, một đỏ chết và một em trắng bóc. Cảm ơn chị Bon nè, cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Vũ Tiến nè. Cảm ơn chị Vũ Thị Long. Lỡ hẹn với Sòng Lam anh chị ơi. Cảm ơn chị, chị gái Hải Hoàng. Ngang tài, ngang sắc. Trời, cảm ơn Bon nha. Bình tĩnh sống ha. Ok, cảm ơn chị gái. Bài gì đây nhở? Comment đi các chị. Đóng về bài hát nào. Biết đâu trúng thưởng. Chứ biết hòa thưởng là gì nữa mà đoán đại đi các chị. Mấy chiều bàn lạng soi bóng nữa, một chiếc thuyền nan vội vã trở về, trong lá một dải xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tai tê. Xa xa mấy phủ non hồng linh đã vàng hoa cài nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đó đây đó phải sáng sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dần hơn chỉ đứa bên sông buồn. Anh nọ ngó lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo mái treo buồn. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gã bến xuôi, nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông Lam xanh biếc đôi bờ mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông Lam bên lỡ bên bồi mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Yeah, anh chị ơi, cảm ơn chị tuyệt vời không ạ? Cảm ơn chị Cam Bích nào, chị Minh Theo, chị Đào Mơ, chị Hoa Như, chị Nguyễn Lương, chị gái Hoa Cỏ Vân, chào chị gái chị Anh Tuyết nè. Nhiều tất cả các chị gái rất là yêu thương đang ở đây. Ít như vậy lâu ở lâu không hát ở đó hả? Các anh chị ơi, hãy ủng hộ tinh thần cho Minh Nguyệt Sa Băng bằng những cái lượt chia sẻ và lượt like và giúp em lên con số 3 được không nè. Chào chị gái Gia Lai Ngọc Tuyết nha.
Cảm ơn Thường Vũ. Xa xa mây phủ non hồng lý, đã vàng hoa cái nở bên sông. Câu hát dân thương vương sóng nước, đò đây đò phải sang sông, đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành non, giận hơn chi rứa bên sông buồn. Anh nọ ngọ lời em chờ đợi sớm hôm, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bến đò em về bên nỡ, nước mắt nhạt nhòa theo mãi treo buồn. Từ độ chia tay anh phía bạn muôn phương, nay trở về quê đò gác bên trôi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Trong lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Trong lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Đưa đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên xuôi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi. Sông lam xanh biếc đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang. Sông lam bên lỡ bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Hey, cảm ơn chị Tư Tưởng. Hey, hello bên yêu Thu Thường nha. Hello chị Sunny. Nhớ tí xíu nha, nhắc chị hát bài Em ơi Hà Nội phố. Em nhắc em có được quà chung không? Được, về cho tính phần trăm chia sẻ. Anh chị yêu thương ơi, chia sẻ nhiệt tình của chúng em được không ạ? Mới có được chưa được 500 lượt chia sẻ anh chị ơi. Chúc em bên người lát nữa nha anh Đông, anh Đông ơi, mọi người ơi. Và ca khúc tiếp theo sẽ là một ca khúc gì, Con Thuyền Cô Đơn đúng không? Ờ đúng rồi. Anh chị chúng ta bình luận rồi yêu cầu rất là nhiều. Và anh chị ơi, chúng em đều có thể nhìn thấy được tình yêu của anh chị bằng cái nút like, thả tim và chia sẻ. Thế là thay vì là vừa khen chúng em thì thôi, thì cho chúng em xin một cái nút chia sẻ có được không ạ? Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều. Và view chúng ta đang lên rồi, cùng chia sẻ một lần nữa nhé. Đời như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên, thân em bây giờ gửi phần cho ai? Để chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ơi. Nhận theo sóng thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu em, mất nửa đời em đợi chờ xưa. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Em là hai con thuyền cô đơn. Cái chị tích bước thuyền màu trắng hay cái thuyền màu đỏ? Lê Nguyệt thì cô gái chị đang sống ở Mỹ em. Cảm ơn chị ạ. Hey, Việt Nam xin chào USA. Hey. Cả tất cả các chị trên tất cả mọi miền trên đất nước và thế giới luôn nha. Đã yêu thương và tin yêu và cũng như là chia sẻ rất là nhiều cho tụi em, là gửi gắm những tình cảm yêu thương vô cùng quý báu dành cho tụi em luôn. Đời em giờ như thuyền không bến, không bến. Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ người phận cho ai? Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bên, thuyền mãi lênh đênh, lênh đênh. Anh cô đơn con thuyền ơi, nghe theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nửa đâu ơi, mất nửa đời
em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Thuyền không bên thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy. Áo sông thuyền ở ngoài khơi, về nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nửa đâu anh, mất nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Hey! Các chị à, thích Thuyền Rắn à, cảm ơn chị Dầu Ngọc nha. Cảm ơn chị Giang Ngọc, hello anh Thiệu Huy, hello anh Nguyễn Văn Đảng, chị Ngọc Phạm, chị Huyền Mai. Hello, em cảm ơn chị Vũ Chính. Cứ thế, cảm ơn chị Huỳnh Phú. Cứ thế các anh chị, cứ thế chia sẻ cho chúng em nhá. Cứ yeah. thế chia sẻ cho chúng em. Cứ thế là thích thế. Cứ thế là mình cắt trắng chị ơi, mình cắt trắng luôn. Hay là bởi vì các anh tìm mãi à? Hay là gì? Ok, này này à. Lâu lắm hát bài này à. Không ai chị thấy không? Chị ti comment á. Tình yêu sao không thấy thông báo các chị comment lại cái bảng notify nó mất tiêu rồi ha, để cho các chị coi ha. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nâng hơn ngày mình xa nhau, có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sâu. Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào. Giờ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, em vẫn chờ anh sau hôn mơ. Biết em thương người ấy đang rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luôn chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Mộc Đà 350 một hộp cho trẻ em, người lớn là 600.000. Trẻ em từ 7 tuổi tới 12 tuổi sử dụng các loại liệu trình là một hộp cho trẻ em. Bắt đầu từ 13 tuổi trở lên sử dụng cái liệu trình người lớn là 600.000, hoàn toàn miễn phí giao hàng cho tất cả các anh chị. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nha. Tăng cân không gây tích nước, tăng cân an toàn và hiệu quả. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sâu. Có đắng cay nào bằng anh vội vàng qua bao. Người đàn ông đang đi bên Nguyệt là người như thế nào? Không có ai cả. Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người anh yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ xa đi bội bạc, em vẫn chờ anh sau một mơ. Biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên luôn chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người ấy yêu bội bạc, anh đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi bội vàng, Nguyệt vẫn chờ anh sớm buồn mơ. Biết anh thương người ấy đã rất nhiều. Em hỏi lòng em có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Hey, chị dùng màu son nào đẹp ạ? Màu son thì có thể là chúng ta dùng màu đỏ cam nè. Đó là một cái màu là sao nó rất là dễ sử dụng với quần áo mà nó không bị kén. Chúng ta dùng màu đỏ cam nhé.
một chút đỏ cam nhẹ nhàng. Các bạn nhìn mà ấm ấm hết cho các chị nghe không ta? Hả? Các chị nói trời mưa lạnh lắm. Lạnh à? Không biết bài gì ấm chưa? Bài gì ấm ấm hết? Em làm gì tối nay? Không không biết. Không biết. Ok, kể đáp ứng yêu cầu của anh trai của tôi. Anh trai yêu dấu. Thôi bạn này được. Ca khúc mang tên hả? Định hát ở trong Google mà thôi. Lâu lâu đổi. Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Trời ơi có ngày đâu sao thấy cô đơn. Mày đang ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cái sống trong khổ đau. Khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng lại sợ ma, sợ cơn ma. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em bay những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Hey, cảm ơn tất cả các chị rất nhiều. Không hiểu sao nóng quá như vậy. Nóng à? Em thấy không? Em thấy bình thường. Chắc máu quá rồi. Làm một khi đã máu thì để không biết bố cháu là ai. Hey! Đôi khi ta gặp nhau, gặp nhau để dạy nhau cái sống trong khổ đau. Khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ, sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày, mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diêu diêu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ cô đơn, sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ, sợ cô đơn. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, gian gian diêu xíu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì em thích một mình nhưng sợ, sợ con ma, sợ con ma. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài.
nghĩ đi anh, đâu ai chung tình được mãi. Cảm ơn chị gái Thảo Nguyễn nha. Cảm ơn chị Hiền, chị Hoàng Nguyên, chị Nguyễn Tuyền, Tuyền Nguyễn, chị Đào Hoa Anh, Vĩnh Ngọc đôi môi hả? Tăng cân bao nhiêu một hộp ạ? Dạ tăng cân là trẻ em, liệu trình trẻ em là một hộp 350.000, liệu trình người lớn là hai hộp là 600 nhá. Anh chị vừa hỏi em thì mọi người chúng ta để là số điện thoại nhá mọi người ơi. Sao có bài mới vậy kìa? Mới rồi mới. Sao yeah, bên trên tầng lầu chứ. Hay là gì? Là chưa hát ha? Tí tí nha. Ok. Đây là bài phải đầu tiên nhạc. Không chi... sao, cuối cuối nữa. Hồng trần trên đôi cánh tay, họ đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ. Lòng người ấy đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từng yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự sinh lại. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi dã lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi sao trắng xó phù thề. Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cỡ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi. Làm chi em ơi hả? Bài đó cũng hay ghê ha. Tí xíu nha, các chị chia sẻ rồi nhiều view vào đây, tụi em sẽ hát phục vụ hết cái yêu cầu của anh chị. Với điều kiện là bài đó tụi em biết nha, chứ không biết hát là dở lắm á. Collagen là 790.000 một hộp nhé chị ơi. Mua 3 hộp là 2.370.000 sẽ được tặng quà nè. Tặng thêm một hộp nữa và kèm quà. Chị gái hỏi mua kem chống nắng thì chị để lại số điện thoại giúp em nha chị Hằng Võ rồi. 290 một tip và mua 2 tip được tặng thêm một tip cho mình luôn nha. Mình không lấy tip này, mình có thể lấy thêm một thỏi son nha. Nhật một nhìn hoa rơi đoạn đường về nhà thật buồn em ơi. Dòng người vội vàng giờ này tình ơi, tình ơi, tình ơi em mất rồi. Lặng nhìn bờ vai xưa, từ đầu mình hỏi rằng khổ chưa. Đành lòng chặng đường giờ đừng đi, đừng đi, đừng đi vì con hứa. Trời ban ánh sáng năm tháng tư về, sáng ai về chung lối. Chung lối. Người mang tia nắng nhưng cỡ sao còn tăm tối. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi. Hỡi à hỡi à hỡi à, hỡi à hỡi à hỡi à. Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi. Chị yêu mua cái gì cũng được, đúng là uống collagen là xinh. Nhớ để lại số điện thoại chúng em nhé. Collagen kèm số điện thoại chính xác của quý anh chị nha. Hello from the money, ok, thank you. Xin chào. Đúng rồi. Chân tì New Yen ở Đức hả? Đức, ở Đức không? Là hai quả tim tàng hình mất một quả gì vậy? What's it love? Ok, cảm ơn tất cả chị Kiều. Có bán cái váy trắng không? Bán luôn, nhạc có gì bán hết. Bán hết à? Bán hết. Bán hết luôn. Bán luôn. Tiếp tục là bài hát gì đấy các chị ha? Các anh chị chúng ta hát bài gì nhỉ? Ông, để xem nào. Tăng 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 lâu lắm có những cái bài hát mà chúng ta đã không hát rồi. Thì để bây giờ xem nào. Để bây giờ sao? À, gì đó. Để này chị hát bài này đi. Đó. Hát đi. Son 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 son. Thấp thấp thôi. Giỡn nó. Cái
này rồi, vì mẹ ba anh bắt em mà chia tay đấy, mà không muốn chia tay đâu. Từ lúc chị muốn chia tay người ta cái kiếm chuyện mẹ không cho. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh đã chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Anh có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghét em cười anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một người có gì đâu mà phải khóc. Không có anh thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình chẳng có giờ. Vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạt. Em nhiều làm gì cho mệt đầu. Cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Hạnh phúc của em là kiếm cơm nhưng lại không thể cho tình người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải cưỡng tuyệt. Mặt khác anh sợ cảm giác phải yêu xa mình không tới đâu cũng khó lòng từ biệt. Trong mắt anh thực sự em rất tuyệt. Dù rằng hai đứa không hợp nhau là mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc mẹ của anh mà anh phải chia tay. Rapper Minh Nguyệt. Come on baby. Hai quả hay gì, hai quả chiếm lôi thần chiến đấu. Hey. Đọc phải à, dạ ok. Hey. Rồi, sao mình càng ngày mình càng thấy uống collagen nhiều mà càng cái da của mình càng ngày nó càng sáng hơn rồi đấy. Nó căng nữa này em. Vừa căng mà vừa sáng nữa. Anh cũng rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Em rất tiếc thế nhưng thà làm người cô đơn. Sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh bắt chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ ghé đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ có nửa ngày. Anh rất tốt. Anh rất tốt thế nhưng thà đừng gặp vui đừng có gặp vui hơn nhiều mẹ em rất tiếc thế nhưng thà làm người đúng rồi cô đơn đi cho đỡ mẹ sẽ chẳng phải thốt lên hài hước như lúc này rằng mẹ anh đã chia tay. Anh cũng rất tốt thế nhưng mình chẳng hợp nhau đâu. Em có chút tiếc nuối khi mình chẳng phải cô dâu. Em sẽ nghe đám cưới anh và nói lời này. Chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày. Một ngày thôi nhá. Em nói cho cây là em chúc anh hạnh phúc chỉ một ngày thôi đấy nhá. Một ngày thôi. Chỉ một ngày. Một ngày thôi đó. Chỉ có nửa ngày. Nửa ngày thôi à? Nửa ngày thôi, ghét quá. Ghét quá chút nửa ngày thôi. Rồi ok, nửa ngày. Hai bên chia tay mình chị 7 tuổi dùng được nhá, anh chị ơi. Bắt đầu từ 7 tuổi tới 12 tuổi là sử dụng cái liệu trình người lớn nha, trẻ em nha các chị. Còn cái liệu trình của trẻ người lớn là bắt đầu từ 13 tuổi trở lên là sử dụng, cả người lớn và trẻ em đều sử dụng trong vòng 2 tháng. Và các anh chị ơi đang nghe nhạc đang hát nè, tặng cho Thoa Anh và tất cả mọi người nha. Em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Dù trong bờ mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ đi. Em đâu hề sai, em đâu thể mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau, em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc khóc, có đáng để buồn đâu đâu. Tình yêu như cơn lốc, tháng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Rượu kề môi em nóng, thoáng phút chốc đã vơi u sầu. Hey, khóc 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 khóc. Ok, em cảm ơn chị Mỹ Phượng, khóc. Cảm ơn chị Đỗ Thị Mai. À, tên là giấc mơ. Ok, Thoa Anh nhé, sau bài hát này nhé. Hey, trời, cái kem chống nắng này mịn thật. Khóc 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 khóc. Em sử dụng kem chống nắng, nhìn tay em như là bôi kem trắng da luôn. Chia sẻ cho tụi em nhé, xem tới bao nhiêu. Hôm nay mới được có 750 chia sẻ các chị ơi. Một người cho tụi em một lượt chia sẻ nha. Buông bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em. Em mà cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Thiên đường vẫn chờ ngày em đến.
không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phải nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc khóc, có đáng để buồn đâu? Tình yêu như cơn lốc, thoáng phút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu? Rượu kề môi em nồng, thoáng phút chốc đã bơi u sầu. Vì sao em phải khóc, 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 na na na, khóc. Vì sao em phải khóc, khóc? Cảm ơn chị Vic của anh một mộc đà tăng cân liệu trình. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị Bình Nguyễn. Muốn tăng cân thì hãy dùng tăng cân mộc đà nha mọi người. Đừng có dùng những cái dòng mà nó tăng cân nhanh á. Nó rất là hại cho sức khỏe mình, tích nước rất là nguy hiểm đấy anh chị nhá. Hey, mưa gì cũng được, nhớ đây là số điện thoại cho chúng em nhá. Cái bài hát này, bài hát là trên bên trên tầng lầu à, cứ nghe thành trên bậc thềm lầu không ạ? Trời ơi, cứ quỷ lộn vậy. Bên trên tầng lầu. Hey, ok, và cái bài hát các anh chị đang yêu cầu đây là Tìm Lại Giấc Mơ. Là tại vì trong trường hợp chúng ta bây giờ cái chúng ta hay quên quá, mơ xong chúng ta quên mất tiêu, và bây giờ chúng ta cùng tìm lại nhé. Are you ready? Anh chị ơi, tỉnh dậy đâu? Ai ngủ đâu? Kệ, cứ gọi đại đi. Chia sẻ một lần nữa nha. Trời ơi, hôm nay chia sẻ ít quá nè. Đêm đi qua, sao tim buông xa. Cơn mưa đi, như cào sâu vết thương. Đã có lúc, cả tình mình ấm áp. Trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh, yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao đâu vẫn cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra đi để em đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Cảm ơn Danh à, dậy rồi à? Ok anh à, hello chị Hồng Hoa xinh gái nè. Hay quá, cảm ơn anh Thoa nè, chia sẻ cho chúng em nhá. Đó, vô yêu cầu đấy, được hát liền. Các chị ơi, ai mà còn chưa thả tim ấn like và chia sẻ với chúng em thì tặng chúng em một lượt đi ạ. Đêm đi qua, sao tim bột ra. Cơn mưa đêm như cởi sâu vết thương. Đã có lúc tình mình ấm áp, trong em cứ ngỡ một đời. Em yêu anh, yêu không hối tiếc. Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim. Nhưng sao anh vội vàng ra đi không chút tiếc thương. Đêm dài mình em bật khóc, sao lâu vẫn cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Vì người ra đi lặng lẽ, vì người ra em để em đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Lòng vẫn cố kiếm tìm, tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em thường cơn đớn đau. Hằn sâu vết thương riêng mình em thôi. Không còn ai bên đời nữa, không còn ai chia nỗi buồn, không còn ai chia khoảnh khắc sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Cảm ơn tất cả các
các chị rất nhiều. Chúng ta có tìm lại giấc mơ hôm qua chưa ạ? Hôm qua mới thấy anh Lê Hùng gì đó vừa đang yêu cầu bản sai lầm của anh sao? Anh hát luôn à? Sai lầm vẫn là anh. Sai lầm của anh sao chứ? Không phải. Sai lầm vẫn là anh á? Là bài đâu gì? Có biết đâu. Em không biết cái bài sai lầm vẫn là anh đâu, em chỉ biết sai lầm của anh thôi. Em không biết đâu. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều nhá. Về cái collagen thì các anh chị luôn đừng có quên cái sản phẩm này đang được khuyến mãi nha, cực sốc luôn. Mua 3 hộp 2.370.000 và chúng ta được tặng thêm một hộp 790.000. Không dừng ở đó mà còn có thêm một phần quà nữa, là tổng cái giá trị mà phần quà chúng ta khi mà chúng ta mua 3 hộp làm giá trị của nó gần 1.1.000 luôn, cái khoảng 1.1.000 á các anh chị. Đó, cho nên chúng ta phải nhanh tay chớp lấy cái thời cơ này nha. Mua hàng á thì cái tính của em á thì em muốn mua hàng nó vừa chất lượng và được khuyến mãi. Cho nên là mỗi khi mà em bán hàng mà được khuyến mại, em rất là thích bán sản phẩm là đang được khuyến mại, em rất là thích bán và em tư vấn về sản phẩm đó nhiều hơn. Cho nên các anh chị này không biết có ai giống em vừa mua hàng muốn được chất lượng và muốn được khuyến mại thêm không ạ? Em mua hàng em cứ canh cái gì có quà là em mua thôi. Anh thế đó. Xin chào Hello, hello Ưng Quang, hello tất cả các anh chị yêu thương nè. Thực sự ra để mà nói là chúng em cảm thấy rất là vui, ngày nào cũng lên trên này like mà anh chị ngày nào cũng vào ấy, xong là khen ấy, cảm thấy nó rất là vui luôn anh chị ạ. Hàng bạn dùng dạ, thực sự ra để mà nói là hiện tại bây giờ thì cái vấn đề như là trên online thì rất là nhiều, bản thân chúng em đi mua hàng cũng toàn mua quần áo trên online thôi mọi người. Nhưng quan trọng là mình tìm được một cái nơi nào mình cảm thấy uy tín, mình sử dụng. Và đặc biệt là các anh chị chúng ta cũng theo dõi chúng em, và em tin rằng là có những người đâu phải là anh chị chúng ta chỉ vào đây có một lần là đã mua luôn đúng không ạ? Chúng ta có thể tham dự là 1-2 lần rồi chúng ta cảm thấy tin tưởng thì chúng ta mới mua. Phải không thôi anh nhỉ? Theo dõi khi nào nhỉ? Từ khi nào nhỉ? Không biết là các chị ơi, mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nhé. Ok Lê Điệp, hôm nay có vô trễ quá hả? Không sao, có vô với tụi em là em vui rồi. Chị hát bản bolero một tí đi. Được rồi. Thế có thích bài gì ấy? Hát cái bản gì bolero tặng cho một số những một số cô chú anh chị khác đi. Được, cô đúng đọc không? Tên ra đi thì tôi biết tiếp tục này. Có biết thì bây giờ thì mình phải tìm nè, xem cái bản nào là kiểu bolero hay là cái kiểu nó nhẹ nhàng một chút gì đấy. Ừ. Hát con tim dậy khờ đi. Tìm thấy cửa hát sao á? Cổ Lê lòng vẫn mến ai yêu anh, yêu anh mà thôi. Dù biết vẫn lần đầu tiên tôi nghe luôn. Tôi kiếm bài nào mà nghe rồi đi. Bài đấy lâu rồi mà. Lòng vẫn tại vì trước đây là em ít khi nào nghe nhạc lắm. Em chỉ okay, có cái bài của em Kim Dung gói gọn trong cái bài hát đi trình diễn ngoài. Minh Nguyễn Sa Băng. Hello chị Bình Nguyễn. Thế vậy thì hát cái bản từ ngày đi vào đây mới bắt đầu tập nhiều bài, cho nên là thời gian đầu các chị thấy em hát dở là tại vì cái bài em chưa biết, em ráng mà hát. Còn mà bây giờ hát nhiều những cái bài sẽ được hơn. Cái gì cái bài cái bài ví dụ như Lệ Quyên có một số những cái bài như là Đoạn Tuyệt không? Đoạn Tuyệt rồi Phải Chi Em Biết nè. Phải chi yêu thương biết gì á? Yêu là người không dối. Biết á nhưng mà bài hát bài đấy đi. Phải chi em biết hả? Ừ, hát bài đấy đi hay đấy. Phải chi em biết yêu bản một quyền người không? Không việc gì đâu. Chắc anh em thấy những cái bản của Lệ Quyên gần như là không có bị ẩn quyền từ lâu lắm rồi. Hát không vấn đề gì cả. Đấy cái bản này. Răng trừ không? Có. Nhẹ nhàng tình cảm. Đâu em thấy chị Ngọc Tuyết yêu cầu bản Mẹ Tôi đó, chị có hát bài đó? Chưa biết, em chưa nghe luôn chị gái ơi. Chị cũng yêu cầu Hoa Tiết Bằng Lăng rồi, giờ chị nghe bài Hoa Tiết Bằng Lăng trước đi. Nha chị gái ơi. Để hôm nào Sa Băng tập bài Mẹ Tôi rồi Minh Nguyệt sẽ tặng cho chị Ngọc Tuyết ở đó bản Mẹ Tôi luôn nhá. Em biết bản đó đấy. Đường Tiến Bằng Lăng chứ đâu phải là Hoa Tiết Bằng Lăng hả? Đường Tiến Bằng Lăng khác. Em rồi. Đấy chứng tỏ mọi người thích bolero chị ạ. Đó, chứng tỏ là các anh chị thích bolero. Không biết anh Sony cầu nay hôm nay còn comment cho em thấy với nha. Đúng rồi. Cảm ơn tất cả các anh chị. Em nói thật là cái sản phẩm mà các anh chị muốn tăng cân thì các anh chị nên để lại số điện thoại sử dụng cái sản phẩm này. Em khuyên các anh chị nên sử dụng tại vì sao? Nó không gây tích nước nha. Nó sẽ giúp chúng ta tăng cân một cách an toàn và hiệu quả bằng những cái chất dinh dưỡng mà các anh chị nạp vào cho cơ thể. Và giá thì kêu 350 dành cho trẻ em, và trẻ em đối tượng trẻ em là từ 7 tuổi tới 12 tuổi là sử dụng cái một hộp này. 350 sử dụng trong vòng 2 tháng. Còn mà từ 13 tuổi trở lên thì dùng ngay cho em cái liệu trình người lớn là cũng là hộp này, hai hộp. Mua một hộp 350, hai hộp nó chỉ còn 600.000 thôi. Cả trẻ em và người lớn đều sử dụng trong vòng 2 tháng nha. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em. Ok, Tú Lê có đơn cho mình luôn nha. Đó, các chị muốn tăng cân an toàn và hiệu quả, cứ tìm ngay Mộc Đà Tăng Cân Minh Duy Trinh là an toàn và đúng rồi anh chị ạ. Và nó sẽ giúp chúng ta mà giữ vững cái cân nặng của chúng ta. Tại vì nó không tích nước. Các chị dùng những sản phẩm mà tăng cân nhanh nó bị tích nước là chúng ta sẽ gây hại cho cơ thể của chúng ta rất là lớn luôn đó nha. Đúng rồi. Nhiều cái là hệ lụy khó có nội tiết ra không chị Hoàn. Đây, cái thực sự ra đây mà nói là cơ thể của con người chúng ta là cần có collagen đó chị. Khi mà chúng ta sử dụng collagen là nó cũng hỗ trợ rất là tốt cho sức khỏe của mỗi con người chúng ta đó chị Hoàn Phan ơi. Đặc biệt là độ tuổi của mình, phụ nữ có nhiều đốm nâu tàn nhang thì chúng ta cũng nên phải sử dụng collagen nhé.
đó là một thứ rất là cần thiết đối với cơ thể. Nếu như chị Hoàn Phan chưa có một dòng collagen nào để sử dụng thì chị hãy tin tưởng và dùng collagen DC Plus bên chúng em nhé. Ở biết bài này không em? Là gì? Mới này thấy chị yêu cầu phải có úa này. Thì thử chị nhìn cũng chưa. Không có cao không? Không, mấy collagen nó chậm thấp thấp. Về đâu mái tóc gửi thương này kia, thêm vài collagen nữa đi Minh Huyệt, cảm ơn. Về đâu mái tóc gửi thương hay sao chị? À, hồn lỡ xa vào đôi mắt em. À bài này hả? Nhưng bài này bữa hát rồi sao nhớ không? Mang máng trong đầu á. Chưa em chị hát nhau rồi bài này. Nghe chắc chị hát với ai nhưng chị hát không em. Biết. Cảm ơn chị Sư, anh Sư Huyện với chị đi ạ. Em cảm ơn tất cả các anh chị. Để lại số điện thoại đi ạ. Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. À, không cần để địa chỉ đâu ạ. Còn chút yêu thương, xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc anh đi trong rượu cay men nồng, màu trắng khăn tang quanh cánh phòng cô đơn. Bao tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi em làm thơ, có biết tương tư vàng uống mộng dệt theo đà bên người mơ. Chúng ta mới biết sao đoạn này thế ngang ngang ta. Mình yêu đúng bao không giờ. Thời nhân ơi, chuyên thần tiên xa vời, xa vời. Tình đã như vôi, mong chỉ còn chung đôi. Lầm lỡ đừng níu thời gian chỉ thêm sâu vương ma. Anh rất ghét lời tình cảm của anh. Anh Lê Hùng ơi, lúc nãy anh yêu cầu bản Sai Lầm Vẫn Là Anh mà bọn em đẹp biết hát bài đó. Không phải Sai Lầm Vẫn Là Anh. Đúng rồi, thì mình không biết bài đó thôi. Chúng em chỉ biết bài Sai Lầm của anh thôi. Có úa, cảm ơn mọi người ạ. Các chị nào yêu cầu bài nhạc này em cái dòng cái nhạc này thì em mới hát lần đầu tiên, cái beat này là cũng chưa được hay lắm, anh chị thông cảm ạ. Cảm ơn anh chị, vấn đề là số điện thoại nha. Mọi người có yêu cầu gì hay là có nhu cầu mua hàng gì thì cứ để là số điện thoại cũng được. Collagen này là 790.000 đồng một hộp nha chị gái ơi. 3 hộp 2.370.000 được tặng thêm một hộp collagen và kèm thêm vào phần quà cho mình luôn nha. Một chiều trên đôi em làm thơ, có biết thương tư vàng ngủ dệt theo đàn bên người mơ. Mới biết mình yêu bao giờ. Đời có nhân ơi, chuyện thần tiên xa vời, xa vời. Tình đã như vội, mong chỉ còn chung đôi. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian chỉ thêm sâu vương ma. Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang. Ê,
em ngọt phết đấy, dạo này hát bolero ngọt phết rồi đấy. Tập riết nó cũng được ha chị ha. Anh thấy chị thấy không ạ? À? Thực sự là em không phải là dòng nhạc của em đâu, nhưng em thấy là hàng ngày thì cứ anh chị vô đây chơi rồi em mới nghĩ rằng có rất nhiều người yêu thích bolero nên chúng em cố gắng để tập luyện tập hàng ngày để gửi tặng cho anh chị. Thực sự đây không phải là dòng nhạc của chúng em đâu nha anh chị ơi. Đâu dòng nhạc sở trường mà hai đứa mình giọng ca vàng. Thì, giọng ca vàng trong bằng bolero. À đây cái kem chống nắng này các anh chị, 291 tip và chúng ta mua 2 sẽ được tặng 1. Cái đầu tiên mà chúng ta thoa kem chống nắng này lên là chúng ta sẽ cảm giác chúng ta bật tông và nó chống nắng được cái tia UVA, UVB. Nó ngăn cái sự tăng trưởng của sắc tố melanin trên dưới cái làn da chúng ta, tạo thành nám và thành nhang nha. Chúng ta mua 2 sẽ được tặng 1 này. Nhanh tay 291 một hộp nha các anh chị nha. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Này họ anh hỏi anh Sony, chắc anh Sony đi ngủ rồi. Chứ ông còn thức ông đi làm rồi. Ông còn thức thì hát cho ông em ơi Hà Nội phố chứ bây giờ ông ngủ rồi. Anh là đi làm bận làm rồi cho nên là chắc là hẹn một like sau ha. Nếu mà thấy comment của anh trai thì sẽ hát tặng tặng con trai tại bạn ta yêu cầu mà. Đúng không? Phải công nhận là nghĩ đi lại cuối giờ bản thân mình cũng thích hát những dòng nhạc nhẹ như kiểu bolero nhẹ nhẹ, mình cũng thích đúng không cả nhà mình? Các anh chị yêu thương thấy thế nào ạ? Hay bạn làm bản này nữa xong rồi nghỉ là vừa. Nha. Ok. Và sẽ gửi tặng cho chị ta một ca khúc nữa để mong rằng nó sẽ là một ca khúc mang tới cho chị ta một cái độ thư giãn để cảm thấy rằng là đến với DC là chúng ta không phải là chỉ có niềm vui không thôi, mà chúng ta còn có những cái cảm xúc lắng đọng mà tất cả DC Team mang lại cho toàn thể quý anh chị. Và cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. I love you. Phúc trong tầm với đã không còn tới khi vắng anh trong đời, tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng sạn vỡ rồi thời gian xóa mờ, mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa không còn nhớ. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuốn ta miệt mài một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ cuộn mình trong nỗi nhớ, cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn. Cảm ơn lời khen của tất cả anh chị ạ. Tăng cân đây nha anh chị, em thấy có chị hỏi này, tăng cân của người của trẻ em là từ 7 tuổi đến 12 tuổi này là một liệu trình là một lọ nhá, một hộp như này là 350 này, còn người lớn là liệu trình là hai hộp là 600 nhá. Thế anh chị nào chúng ta vừa hỏi thì cho em xin số điện thoại ạ. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành lời khen cho salon của mình nha. Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuốn ta miệt mài một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó cùng niềm vui nỗi sầu, sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời
ta đã thôi, ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ, cho đến bao giờ mình mới quên ngày xưa. Thì thôi ta đã hết, chờ nhau sẽ về, mùa xuân nay đã chết vàng phai não nề, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm buồn, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người, gọi mãi trong đêm buồn. Thực sự là rất là cảm xúc, và nhìn thấy những cái bình luận của anh chị mà thật lòng chúng em cảm thấy là cái cảm xúc cũng dâng trào. Đúng là cảm xúc cũng dâng trào luôn. Và đặc biệt là em nhận ra một điều là anh chị đang rất là thích Bolero và số điện thoại thì vẫn lên. Đó. Yeah. Nhớ băng quá trời, nhớ Quế quá trời luôn. Quế thật ơi, cảm ơn Hải. Chúc mừng sinh nhật chị Kim Quế hôm vừa rồi nha. Ủa sinh nhật của nào vậy? Ủa không biết à, em thấy em đăng lên trên đó. Không nói gì chừng, nó không biết. Cảm ơn chị Uyên Trần, cảm ơn chị Phương Huê, cảm ơn anh Hùng, cảm ơn chị Trần Quốc An, cảm ơn chị Phạm Thanh Hà, cảm ơn chị Cúc Hoa Cúc, hai giọng ca vàng trong làng Bolero. Sinh nhật Quế qua mấy ngày rồi? Qua chắc đôi ba ngày thôi chứ nhiều. Happy birthday Quế yêu, happy birthday Quế yêu, happy birthday, happy birthday, happy birthday Quế yêu. Đó, thực sự là sao mà đến cái lúc này rồi ấy, thực sự nói là cảm thấy cuộc sống nó không biết sao, nhưng mà cảm thấy hát cái bản hát này hay quá. Như hả? Vậy mình hay muốn quá. Hát nữa hay không? Như hát đã dấu yêu gì không? Hay là hát bài Đừng Sai Em Đêm Nay cho nó khủng khiếp. Đừng sai em đêm nay khi bố em đang ngủ say. Anh chị ơi, mua gì cũng được, để là số điện thoại chúng em để tư vấn nè. Cân mộc đà 350 cho trẻ em dùng trong vòng 2 tháng, người lớn 600.000 cũng sẽ sử dụng 2 tháng luôn nha. Uống collagen để cho đẹp da các chị yêu ơi, không có collagen uống là chúng ta có lỗi với bản thân đó nha. Phải làm cho làn da căng sáng, thì ra ngoài phải tự tin, đi khuôn mặt không cần make up luôn mọi người. Đặc biệt hát chưa? Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây, đường xa băng đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng, nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lặng nghe tiếng đêm, lặng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ngủ yên, đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em, nhưng sao xuyến đã ngủ quên. Đường xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say. Đường xa em đêm nay đêm rất dài. Bố em đang ngủ say chứ. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Xa Minh Nghiệp và Xa Văn nha mọi người ơi. Thanh Hà, cảm ơn cho Danh Trần Nguyễn Lộc nè. Cảm ơn chị Hoa Như. Cảm ơn Kim Quế, My Favorite Song. Ôi, bài hát yêu thích của chị hả? Bài hát tặng cho Trình Học, Thu Hường lắm nha. Thí Hường nhỉ? Thí Hường. Bài Đoạn Tuyệt lâu lắm, hình như bài đấy lâu lắm hết nhỉ? Không, không nhớ, hát chưa nữa. Đâu nhớ gì đâu. Chưa, Đoạn Tuyệt chưa. Có thể hôm nay hát ngày mai quên cũng có. Đầu óc nhớ gì chưa.
đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Chỉ có thương. Đừng xa em một mình nơi chốn này, hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đệm, lắng nghe tiếng đệm, nghe nhịp đập con tim dù em giấc ngủ yên. Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em, nhưng sao xuyết đang ngủ quên. Đừng xa em đêm nay khi ba má em đã ngủ say, đừng xa em đêm nay đêm rất dài, hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Cái bà máy em ngủ say đó rồi, đừng xa em đêm nay nữa. Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều. Hát càng về khuya càng có hồn hả? Cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều đó. Minh Nguyệt lựa chọn mấy bài hát nghe nó có hồn phết nhờ. Hay phết. Gì? Gì đâu rồi? Cho giải quyết luôn. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều nha. Các anh chị ơi, vừa rồi là cái tụi em đang hát. Ủa gì các anh chị yêu cầu bài đoạn tuyệt nhất luôn hả? Trời ơi, đang máu các chị ơi. Các chết chị ơi. Rồi. Đó, các anh chị yêu thương chúng em thì anh chị nếu mà đã muốn cái sản phẩm làm đẹp nào như thế nào thì anh chị phải ủng hộ bên em nhá. Đấy, bên em em rất là nhiệt tình luôn rồi nè. Này đi, đừng ác cái khớp dưới chưa? Cái đây có được không? Trời, 49 luôn. Cái này 500 mấy chục nghìn. Ủa, 49 triệu hả? Ừ. 3 năm, cái này 3 tháng càng về mới thì càng hay hơn. Vậy cô bé ạ. Nhạc mới nó cũng là nó sạch hơn á. Em chưa biết cái nhạc này hát có phù hợp không, nhưng mà thôi cứ hát. Về cuối rồi, quan trọng là tình cảm đúng không anh chị ơi? Quan trọng là tình cảm. Là gì ạ? Thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới, nay giây phút tôi xa người. Tình đã uống nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa, giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã chỉ thêm thừa, người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi bời. Cảm ơn chị Bằng Lăng Tím ạ. Yêu thương cho nhau đẹp trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời.
Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đứng cay đắng trên bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Các chị cảm ơn chị Trang Trần nha, mua một bao đi tuyệt. À, các chị ơi muốn tăng cân để lại số điện thoại mua cái sản phẩm này nhá, dành cho trẻ em là 350, người lớn là 600.000, để lại số điện thoại giúp em. À, còn cái kem body này là 480, sản phẩm sắp hết rồi cho nên tụi em ít đưa lên, cho nên cái gì nếu còn thấy thì các chị để lại số điện thoại body kèm số điện thoại 480 một chai, mua 2 chai tặng 1 chai kèm một phần quà nhá. Yêu thương cho trong phút giây ban đầu, tưởng là bên lâu ai ngờ đâu đoạn cuối thương đau. Qua bao tháng ngày bơ vơ chốn này, anh vui với ai rồi mà tôi đâu có hay. Oan khiến cho tôi là khi đã trao anh rồi, cả cuộc đời tôi bây giờ đây đổi lấy đơn côi. Thôi anh hãy cười yên vui với người, riêng tôi sẽ tự tìm một nơi chốn cõi đời. Kỳ vọng bao nhiêu nào có được gì đâu. Người càng níu kéo càng xui khiến thêm u sầu. Thì thôi tôi đành giải thoát cho tôi, để tôi khóc cười đứng cay đắng trên bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Người đi quá rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. Và cuối cùng đoạn tuyệt rồi là còn gì mà nói với nhau nữa đâu. Còn gì để mà nói với nhau nữa đâu. Ủa gì, xin đừng khóc, vô quê hát sao không biết. Chứ hát sao không biết không? Có. Hát sao rồi, câu đầu vô làm sao? Xin đừng khóc vô quê là cái gì, nhưng nói chung em biết bài đó. Chỉ biết thôi, không nhớ. Không nhớ. Vài cái tiếng rồi. Ồ, ok. Và các chị ơi, nhớ là khi mà mua hàng á, thì các chị để lại số điện thoại giúp em, và kiểm tra thật kỹ xem số điện thoại của mình để lại đã đúng chưa nhá. Và chúng ta khi mà để lại, từ lúc mà để lại số điện thoại thì từ 1 tới 2 ngày sau, các anh chị canh cái điện thoại giúp em là sẽ có số nhân viên DC gọi điện tới cho tất cả các anh chị là 08 tứ quý 8 và tứ quý 1. Cái tăng cân này thì nó rất là tuyệt vời cho tất cả các anh chị muốn tăng cân an toàn và hiệu quả. Nó là 600.000 cho người lớn và 350 cho trẻ em. Cả người lớn và trẻ em đều sử dụng trong vòng 2 tháng, giúp chúng ta uống vào nó kích thích cái hệ tiêu hóa chúng ta hoạt động tốt hơn nè, tăng cái sự hấp thu bình thường các anh chị ăn uống đủ thứ chất dinh dưỡng mà nó không có mập là tại vì chúng ta không có hấp thu tốt. Khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này, tăng cái sự hấp thu lên là chúng ta sẽ hấp thu nhiều hơn và chúng ta sẽ tăng cân. Và cái sản phẩm này nói không với sự tích nước cho nên tăng cân khá là chậm.
ở cuối tháng đầu tiên mà bước qua tháng thứ hai thì mới bắt đầu tăng cân nha. Các chị mua hàng thì để lại số điện thoại giúp em tăng cân kèm số điện thoại. Cũng như cái collagen này đang có chương trình khuyến mãi cho nên em muốn tư vấn nhiều hơn cho tất cả các anh chị. Là nó là collagen DC Plus được nhập khẩu nguyên liệu từ Cộng hòa Liên bang Đức. Một hộp như thế này có chứa 60 viên năng mềm và chúng ta có giá là 790.000 đồng. Khi chúng ta mua một hộp tụi em miễn phí giao hàng. Còn nếu mà mua 3 hộp là chương trình khuyến mãi đã bắt đầu với tất cả các anh chị rồi. Đó là khi các anh chị mua 3 hộp 2.370.000 đồng thì chúng ta được tặng thêm một hộp như thế này, là một hộp 790 nữa và kèm thêm một phần quà. Có thể chúng ta chọn là kem chống nắng, son hoặc là sữa rửa mặt là tẩy tế bào đó, các anh chị cứ chọn thoải mái trong bốn cái sản phẩm đó. Trước đây thì có thêm phấn nước nhưng mà phấn nước đã hết hàng rồi ha, cho nên chúng ta muốn tặng quà trong bốn sản phẩm đó nhanh tay chứ để lâu quá thì hết quà tặng, chúng ta ít cái sự lựa chọn lại. 790 một hộp, mua 3 hộp tặng một hộp kèm thêm phần quà trị giá 2.370.000 đồng thôi và được miễn phí giao hàng luôn nha. Các chị ơi, mua hàng thì nhanh tay cho em xin số điện thoại của tất cả các anh chị và rất là cảm ơn một lần nữa, dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các anh chị đã cùng nán lại với tụi em đến giờ phút này. Đó là một tấm chân tình mà không phải không dễ gì mà ai có đó có được. Tụi em đã có được và tụi em rất là trân trọng những cái tấm chân tình của tất cả các anh chị và mong rằng các chị luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng với tụi em cũng như toàn thể những anh em trong DC Beauty. Đồng hành hoài và mỗi lần đồng hành thì các chị có thể ủng mua hàng nè, các chị có thể chia sẻ và like cho tụi em để tụi em có thêm động lực hát hay hơn. Và cũng như là các chị nếu mà yêu thích cái bài hát nào á thì các chị cứ để lại comment. Nếu bây giờ tụi em chưa hát được, tụi em sẽ tập luyện. Nếu với điều kiện các bài hát là nhiều người thích quá hoặc là một hai người thích cũng hát luôn đó nha. Và bây giờ thì cũng hết thời gian rồi, dành tặng thời gian cho tất cả các chị cùng nghỉ ngơi và cùng làm việc nếu mà chúng ta ở ngoài nước ngoài, còn trong Việt Nam thì chúng ta nên nghỉ ngơi để ngày hôm sau làm việc tốt hơn ha. Và đến giờ chào tạm biệt và cho phép Sao Băng và Minh Nguyệt gửi lời chào chân thành nhất. Cảm ơn chân thành luôn cả mọi người ạ. Hẹn gặp lại quý anh chị chúng ta vào ngày mai nhá.